Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh 60 giây. Chủ đề hôm nay, sự thật Boomerang là xe thiết giáp tốt nhất hành tinh. Mạng quân sự Nga mới đây dẫn lời nhiều chuyên gia nước này tự tin nhận định rằng, nền tảng quân sự thế hệ mới, Boomerang xe thiết giáp chở quân tốt nhất hành tinh. Cỗ máy độc đáo này có thể bảo vệ binh sĩ khỏi mìn, trực thăng, thiết bị nổ tự tạo, Amsesto dẫn lời các chuyên gia. Hiện tại, xe thiết giáp đa năng Boomerang đã hoàn thành thử nghiệm sơ bộ, và năm nay nó được lên kế hoạch thực hiện bài thử nghiệm cấp nhà nước. Dự kiến, trong giai đoạn đầu tiên trang bị Boomerang, BQP Nga sẽ ưu tiên cho các lực lượng đặc nhiệm, các lực lượng đóng gần biên giới, nóng và sau đó mới tới các đơn vị còn lại, với nhiều tính năng ưu việt. Dòng xe này cũng có thể phục vụ trong Hải quân đánh bộ Nga và Vệ binh quốc gia Nga, Rosvatiza, VVK-7829 Boomerang, hay còn gọi là Boomerang là dòng xe thiết giáp đa nhiệm, được phát triển bởi công ty VVK, sản xuất bởi nhà máy Azamers với mục tiêu thay thế hoàn toàn các dòng xe BTR-80 thời Liên Xô. Tuy nhiên, sau cùng, thì người ta đang phát triển thêm cả phiên bản xe chiến đấu bộ binh nhờ khung gầm tuyệt vời của nó. Theo giới chuyên gia, giáp của Boomerang có thể giúp kíp lái thoát khỏi các loại mìn chống tăng, thiết bị nổ tự tạo, đạn pháo cỡ lớn. Đặc biệt, người ta có thể tích hợp cả hệ thống phòng ngự chủ động bảo vệ xe khỏi tên lửa chống tăng và đạn pháo. Bên cạnh đó, hỏa lực của xe thiết giáp Boomerang là yếu tố khiến người ta tự tin nó sẽ là xe thiết giáp tốt nhất thế giới. Cụ thể, vũ khí của Boomerang được cấu kết theo mô đun, do đó người ta dễ dàng chuyển đổi sang nhiều nền tảng từ xe thiết giáp chở quân với súng máy 12,7mm sang xe chiến đấu bộ binh với pháo 30mm, 57mm, thậm chí là 100mm. Cấu hình hiện tại của xe chiến đấu bộ binh K-17 Boomerang là lắp mô đun tháp pháo Boomerang BM với pháo 30mm và tên lửa chống tăng có nét em. Nga đang có ý định tích hợp pháo tự động 57mm thậm chí là pháo nòng trơn 125mm để sử dụng như pháo tự hành chống tăng. Ngoài hỏa lực, một ưu điểm không thể chối cãi của Boomerang là khả năng dỡ quân từ cửa hậu thay vì cửa hông như dòng xe BTR-80 thời Liên Xô. Điều này cho phép các binh sĩ được che chắn an toàn trước hỏa lực phía trước. Đây là chiếc xe dành cho chiến tranh hiện đại, có tiềm năng lớn để hiện đại hóa. Nó là cần thiết trong điều kiện xe bánh lốp mang lại lợi thế hơn so với xe bánh xích nặng nề. Khung gầm Boomerang nặng khoảng 34 tấn, chở được 10 người gồm 3 thành viên kíp lái, trang bị động cơ diesel 510HP có tuabin tăng áp, hệ truyền động 8x8 bánh, tốc độ 100 km/h, dự trữ hành trình 800 km. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới Movie, nhớ like và share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong Movie kế tiếp.